Chào mừng bạn đến với kênh Top Sao Hàng. Sau đây là những tin tức đáng chú ý có trong ngày với những thông tin xoay quanh các ngôi sao K-pop của chúng ta. Jenny của Blackpink thu hút lượng lớn người hâm mộ không chỉ bởi nhan sắc tài năng mà còn vì gu thời trang sành điệu, nhờ đó mà nữ rapper dễ dàng lọt vào mắt xanh của các thương hiệu thời trang danh tiếng. Vào năm 2020, Jenny gây bất ngờ khi ký hợp đồng với nhãn hàng mắt kính Jenner Master. Hợp tác thuận lợi năm nay nữ idol tiếp tục bắt tay với hãng cho ra bộ sưu tập Gender Garden. Khi sản phẩm hoàn thành thì cô nàng đã nhanh chóng gửi tặng người quen bạn bè và mấy ngày qua cộng đồng mạng xôn xao truyền tay nhau khoảnh khắc đập hộp siêu khu của bạn bè Jenny. Thứ nhất, Jisoo. Khi có được bộ sưu tập mới chắc chắn Jenny không thể quên tặng người chị cùng nhóm đồng thời cư dân mạng cũng nhanh chóng phát hiện ra Gentle Garden đã đến tay Chisu. Tuy nhiên điều khiến dân tình quan tâm là chị cả Blackpink không biết cách đập hộp. Nữ idol đã không ngần ngại gọi cho chính chủ để hỏi cách mở quà. Trên story Instagram, Chisu đã đăng ảnh chụp màn hình cuộc gọi giữa cô và Jenny Được biết thì nữ idol đã gọi cô em để được hướng dẫn mở quà. Điều này khiến fan không ngừng thích thú và thừa dịp chọc quê idol. Sau khi đập hộp thành công, thì Chisu đã selfie vài tấm với kính mới ngay lập tức để khoe với mọi người. Thứ hai, Mino. Không chỉ chi su, Mino của Winner cũng đã nhận được bộ sưu tập trước đó. Nam Idol không quên gửi lời cảm ơn đến anh em trong nhà. Tuy nhiên thì điều đáng nói là khi đăng story trên trang cá nhân, anh chàng đã gắn thẻ Jenny nhưng lại ghi sai tên và ngay sau đó thì đã sửa lại. Tuy nhiên khoảnh khắc này đã được người hâm mộ chụp lại và truyền tay nhau dần dần. Thứ ba, Rose. Nhận được món quà xịn sò của cô chị cùng nhóm, Rose đã khiến người hâm mộ thích thú bởi khoảnh khắc đập hộp đầy hồ hởi, trông như một đứa trẻ. Nữ thần tượng còn làm fan suýt xoa khi khoe khéo một ít đường cong cơ thể của mình qua ảnh chụp. Vì Rose không đăng tải khoảnh khắc chiếc hộp còn nguyên nên dân tình thậm chí đua rằng phải chăng cô nàng đã xé luôn nó. Thứ tư, Jung ho Yeon là một Blink chính hiệu thì chắc hẳn ai cũng biết, Jennie và nữ chính Squid Game Jung Hyeon là đôi bạn thân. Do vậy, người hâm mộ không tỏ ra bất ngờ khi mỹ nhân Blackpink gửi quà cho cô bạn của mình. Tuy nhiên, điều khiến dân mạng quan tâm là khoảnh khắc đập hộp của Hyeon lại dễ thương hết phần thiên hạ. Cô nàng xuất hiện trong khung hình với gương mặt mộc, xõa mái tóc hơi rối như vừa ngủ dậy và nở nụ cười thật tươi. Dù vẻ ngoài chưa được trau chuốt kỹ như lúc đi diễn hay chụp hình quảng cáo, nhưng cô nàng lại khiến netizen rung động bởi độ dễ thương xinh xắn của mình. Thứ năm, Jessica Jenny và Jessica từ lâu đã có mối quan hệ bạn bè khiến netizen bất ngờ. Jenny và Jessica khiến fan ngưỡng mộ vì độ thân thiết hiếm gặp. Trước kia thì cả hai còn thường xuyên gặp gỡ và cùng nhau đi ăn tối. Trong dịp sinh nhật của Jessica thì Jenny còn gửi lời chúc mừng tặng bánh sinh nhật và vòng cổ trị giá 19 triệu đồng. Hơn nữa thì mới đây Blackpink còn tặng bộ sưu tập kính Gentle Garden cho Jessica. Như nhiều idol khác, mỹ nhân sinh năm 1989 cũng đã đăng ảnh món quà lên story để cảm ơn Jenny. thứ sáu, và jino ngoài mino hai mảnh ghép khác của winner là sưng và jino cũng nhận được quà của jennie có thể thấy mối quan hệ của main rapper nhà blackpink rất tốt với các nghệ sĩ cùng công ty thứ bảy, simienhess đôi fashion chồng xinh đẹp simienhess cũng nhận được món quà diện trò của jennie điều này khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ vì mối quan hệ rộng của main rapper blackpink Thứ 8, Somi Bông Hồng Lai cũng nhận được món quà của đàn chị. Nữ thần tượng còn hào hứng đăng hẳn một bộ hình lên trang cá nhân của mình để khoe với người hâm mộ. Trong mái tóc mới màu hồng, Somi đốn tim fan vì nhan sắc trẻ trung và năng động. Thứ 9, Kwon Trinh anh em vũ công Quan Trinh là những người gắn bó với Blackpink trên những sân khấu âm nhạc concert. Chính vì thế trong lần hợp tác đặc biệt này, Jennie cũng gửi quà tặng đến họ. Bên cạnh những cái tên trên thì nhiều người nổi tiếng khác cũng nhận được món quà đặc biệt của Jennie từ các vũ công stylist cho đến những người mẫu. Chúng mình là Top Sau Hàng. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới và hot nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.